Chúng ta sang phần 3 nhỏ, sự xuất hiện các thành thị trung đại. Sự xuất hiện các thành thị trung đại. Các em chú ý cho cô, thành thị trung đại tức là thành thị thời kỳ phong kiến. Đấy. Và cô nói với các em rồi, tức là ngoài nông nghiệp ra thì người nông nô lại sản xuất các cái hàng thủ công. Và vào khoảng thế kỷ 11 thì cái lượng sản phẩm thủ công ngày càng nhiều. Và đây chính là cái nguyên nhân chính để xuất hiện thành thị. Vậy chúng ta chú ý cho cô, nguyên nhân xuất hiện thành thị. Vì sao lại xuất hiện thành thị? Nguyên nhân chính ở đây là do sự phát triển của sản xuất. Do sự phát triển của sản xuất và hàng thủ công, tức là hàng hóa ngày càng nhiều. Và vì thế dẫn tới một nhu cầu là cần trao đổi. Vậy mang đến đâu để trao đổi? À, ở đây các em thấy rằng khi hàng hóa ngày càng nhiều, nhu cầu trao đổi trong một lãnh địa với nhau cũng tăng, giữa các lãnh địa với nhau cũng tăng lên. Chính vì vậy, làm thế nào để mang hàng hóa của mình trao đổi được thuận lợi nhất? Chính vì thế mà các em chú ý cho cô là chính do nhu cầu trao đổi đó mà thành thị đã xuất hiện. Vậy thành thị xuất hiện lúc đầu như thế nào? Các em chú ý cho cô, đó là một vấn đề là lúc đầu người ta phải nghĩ ra là mang cái hàng của mình đến những đâu có đông người qua lại để có thể bán. À, thế là người ta đã nghĩ đến những cái thành thị cổ đại trước đây. À, rồi là ngay bản thân lãnh chúa có khi cũng tự lập ra các cái chợ để mà cho người, mọi người đến buôn bán, trao đổi hàng hóa, rồi ông ta thu thuế. Nhưng phổ biến vẫn là thành thị do thợ thủ công lập ra các em ạ. Dần dần sau này các em học, các em lên lớp 10, các em sẽ thấy rằng là không phải chỉ có một loại thành thị đâu, có rất nhiều loại thành thị. Thành thị được khôi phục từ những thành thị cổ đại của Hy Lạp, Roma trước đây này, thành thị do quý tộc lập ra để thu thuế này, và một cái loại thành thị mà ở lớp 7 chúng ta sẽ đề cập đến nhiều, đó chính là những cái thành thị do thợ thủ công lập ra các em ạ. Như thế là những người thợ thủ công đã tìm đến những nơi đông người qua lại. Thế những nơi nào đông người qua lại? Đó chính là những nơi như là ngã ba, ngã tư, gấp ngã ba, ngã tư đường này, bến sông này, rồi là những nơi đông người qua lại. Để họ làm gì? Họ đến đấy, họ vừa sản xuất hàng thủ công, vừa bán ra các em ạ. Và dần dần hình thành những cái chợ nhỏ, rồi chợ nhỏ này phát triển thành chợ lớn, rồi dần dần trở thành thị trấn, và lớn hơn chính là thành thị. Như vậy, cái nguyên nhân chính là do hàng hóa nhiều và thợ thủ công đã đến những nơi đông người qua lại để lập ra các cái thị trấn và dần dần trở thành thành thị. Như vậy, những cái thành thị ở đây cô muốn đề cập đến là thành thị do thợ thủ công lập ra. Lúc đầu họ vừa sản xuất, vừa bán hàng, xong dần dần họ lại chuyên môn hóa hơn, rồi những người khác lại mang những sản phẩm của mình đến khu vực đó bán, và dần dần hình thành thị trấn và thành thị đã xuất hiện. Vậy cái cuộc sống ở trong thành thị này, lực lượng chính là ai? À, cái nghề chính ở đây là sản xuất hàng thủ công và trao đổi. Chính vì vậy, dân số trong thành thị chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân các em ạ.
thợ thủ công và thương nhân chính là hai lực lượng chính hay là hai cái bộ phận chính trong thành thị. Tuy nhiên, khi thành thị lập ra như vậy thì những người thợ thủ công họ cũng muốn bảo vệ những cái sản phẩm của mình làm ra trước cái sự đánh thuế rất nặng của lãnh chúa, hoặc là họ cùng nhau hợp tác để thúc đẩy sản xuất phát triển, hay những người buôn bán họ cũng hội họp lại với nhau để mà cùng buôn bán và tránh cả cái sự áp đặt của các lãnh chúa phong kiến. Chính vì vậy mà thợ thủ công đã lập ra các cái phường hội các em ạ. Những phường hội này đều có những quy định riêng về sản xuất mẫu mã, về giá cả, vân vân, về nguyên liệu. Rồi những người thương nhân thì họ cũng hợp lại thành những cái thương hội. Thương hội. Đây là hội của những người thương nhân. Và khi đã có những cái tổ chức manh nha đầu tiên như thế thì họ tổ chức các cái hội chợ các em ạ. Như vậy, phường hội, thương hội dần dần họ đã cùng nhau hợp tác lại để tổ chức, để lập ra các cái hội chợ. Cô lấy ví dụ như hội chợ Champagne ở Pháp hay là hội chợ ở Đức và nhiều những hội chợ khác. Những hội chợ thời trung đại này là những cái nơi người ta giao trao đổi hàng hóa, bán hàng, thể hiện những cái sản phẩm tinh xảo nhất của mình, nhưng đồng thời ở đấy cũng có những cái hoạt động văn hóa văn nghệ, nó mang một không khí tự do, nó khác hẳn với lại một cái nền kinh tế khép kín trong các lãnh địa trước đây các em ạ. Để rõ hơn điều này, chúng ta cùng nhìn một số hình ảnh để thấy rằng một cái bức tranh hoàn toàn đối lập giữa các lãnh địa với thành thị thời trung đại.